Trước khi em tẩy răng thì răng em bị vàng và hơi ố màu. Tại vì là em hay phải thức khuya để đi làm cũng như là hay uống trà với lại cà phê. Sau khi em tẩy trắng ở nha khoa Nevada xong thì em cảm thấy là em tự tin cười hơn cũng như là thoải mái nói chuyện trước đám đông. Em cảm ơn nha khoa Nevada đã cho em một hàm răng trắng sáng.